chi phí năm 2019 nhưng các bộ phận quên đưa chứng từ cuối năm 2020 kế toán mới nhận được các chứng từ này, vậy các chi phí trên được tính vào chi phí hợp lệ của 2020 không? Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. Các hóa đơn, chứng từ năm 2019 nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019 thì doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 theo đúng quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.